món bún bò giò heo rất là ngon và hấp dẫn. Anh chị em và các bạn nhìn thấy có thèm không ta? Nếu mà thấy thích thì vào bếp cùng làm với bên Khuyên nha. Và trong món này sẽ cần chân giò heo cũng như là thịt nạm. Bây giờ thì mình khuyên sẽ đi rửa cái này nha. Cũng giống như những lần trước, mình sẽ rửa muối và nước ấm cho nó sạch nha. Và bạn khuyên đang ngâm muối ở đây trong vòng 10 phút để cho nó ra những cái máu ở trong đây, cho nó không có còn hôi. Trong lúc mình chờ 10 phút bên đây, cái nồi đây bạn khuyên bỏ vào 3 lít rưỡi nước, 14 cách nước nha, khoảng 1,2 kg thịt. Mình nhìn trong nồi nước nó đã sủi tăm, cho những cái này vào. Nếu mà anh chị em sử dụng cái muỗng canh như thế này, mình sẽ cho vào đây 3 muỗng canh muối. Còn nếu như mình sử dụng cái này thì anh chị em sẽ sử dụng 2 muỗng. Khoảng 3 cục đường phèn thì mỗi cục nó khoảng 5 gram, thì mình cho 3 cục là 15 gram. Nấu cho nó sôi và mình hớt bọt nha. Bỏ cái bọt. Nướng củ hành và củ gừng. Củ hành tím sau khi nướng xong thì có thể, nếu mình nướng lửa than thì nó sẽ cháy, nhưng mà mình khuyên nướng bằng cái lò nên nó không có cháy, và mình khuyên cho vào. Cũng như gừng thì mình cũng sẽ sắc ra cho nó dính lại như thế này để một hồi mình vớt ra dễ đó. Gừng khoảng 50 gram, củ cải mình sẽ sắc miếng ra để cho cái nước dùng nó ngọt và nó trong. Thì anh chị em và các bạn nên cho cái củ cải trắng vào. Giờ thì mình sẽ đậy nắp lại. Và sau khi đậy nắp như thế này rồi, sẽ bật cái này. Mình khuyên chọn 120 độ và chờ cho cái van đỏ này nó bật lên. Và do nước nó sôi sẵn á, cho nên cái van đỏ này nó bật lên liền nè, bây giờ nó khóa nắp rồi. Mình không mở nắp được nữa. À, bây giờ mình khuyên sẽ chờ cho cái van hơi này nó lên thì mình tắt lửa, và mình chờ 20 phút sau thì cái van đỏ này nó hạ xuống. Mình khuyên sẽ mở nắp, lúc đó là cái giò heo nó chín rồi ạ. À, và mình vớt ra nha. Nấu cái này nó rất là tiện, đỡ hao điện và nhanh. Anh chị em và các bạn cũng cần 4 tép sả, chanh, cần tây, hành lá, rau xà lách để ăn, và có thể là rau muống bào, rau muống chẻ hay là giá sống. Mình có thể thay thế bắp cải mình ăn cũng rất là ngon. Thay thế rau muống bào, và đây là cải xà lách. Mình sẽ qua làm bún nha. Thì hôm trước mình khuyên đã có chia sẻ với cái máy làm bún và làm mì 2-3-5 năm rồi. Bây giờ thì đây là cái máy 2-3-5-8. Thì cũng có bạn hỏi mình khuyên thì máy này như thế nào và máy kia như thế nào. Thì cái máy này là cái đời sau, cái đời mới hơn, và nó có 8 đầu khuôn kèm theo. Máy 2-3-5 năm thì chỉ có 4 đầu khuôn. Bây giờ cái nồi của mình khuyên nó cũng hạ van rồi. Bây giờ mở để mình kiểm tra. Giò heo này nó chín trước và thịt bò chưa chín, thì mình khuyên vớt thịt heo ra nha. Mình nấu như vậy nhưng mà cái nồi nó vẫn còn sôi, do cái nồi này nó nồi áp suất á, nó đậy nắp kín á, nó giữ nhiệt, nó vẫn còn sôi luôn. Và cái giờ thịt chân giò này đã chín rồi, mình khuyên vớt ra đây và cho vào trong cái thau nước lạnh như thế này và ngâm nó để cho nó trắng á, ngâm đến nguội. Trong đây còn cái cục thịt bò này, mình sẽ cho sả ngọt với mùi sả. Tiếp tục đậy cái nắp này lại, bật cái này lên, bật lửa lên một lần nữa cho cái này nó nóng lên để cho cái thịt này nó chín, và chờ đến hạ van. Mình sẽ lấy một cái bao ni lông, thịt lúc này nó vẫn còn nóng ấm á, mình đẩy lên như thế này để cho thịt nó không có bị khô. Nó khô thì nó sẽ bị đen. Bây giờ thì mình sẽ trộn bún đây. Đây là trong nồi nước mình khuyên đã cho vào đây 3 lít nước, một muỗng canh muối. Bây giờ thì cho bún vào luộc. Anh hạ thì mình sẽ quay lại, và bây giờ thì mình làm đồ nêm. Và đây là hũ ớt sa tế của Vinh Khuyên đây. Vinh Khuyên đã làm sẵn rồi. Nếu mà anh chị em và các bạn nào muốn làm thì vào coi video nha. Mình đã có rồi á. Hành lá thì mình sẽ cắt những cái đoạn ngắn, dài khoảng 5 cm cái cọng. Còn cái lá thì anh chị em và các bạn sắc thật nhuyễn ra nha. Vinh Khuyên sẽ cắt ra. Và nếu như anh chị em nào thích ăn nguyên cục to gì cũng ăn được. Và cũng có thể cắt lát luôn. Bây giờ thịt bò cũng chín luôn rồi. Đây ạ. À. Wow, nó nóng quá. Nó đang bốc khói lên luôn á. Và trong lúc mình chờ nguội mình sẽ nêm nha. Một muỗng canh hạt nêm. Một muỗng canh đường.
và 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Nếu cái này là tùy mình nha. Và cái gì cũng vậy hết, nếu mà mình dùng quá thì nó mới hại. Và anh chị em và các bạn sẽ nếm lại tùy theo khẩu vị của gia đình mình nha. Mình sẽ cho một chút tiêu vào cho nồi nước với thơm nha. Gốc hành vào và múc luôn à. Đây thịt bò nó cũng vừa, bây giờ nó còn hơi ấm ấm. Mình sẽ cắt ngang nha. Thớ dọc vậy thì mình cắt ngang lại nha. Ây da, nó nóng quá. Bây giờ nồi nước của mình sẵn sàng rồi. Cho vào đây một muỗng sa tế cho nồi nước nó thật là sôi lên. Mình sẽ cho một chút bún vào tô và mình sẽ cho rau cải tùy thích, chân giò vào, cho thịt bò vào luôn nha. Anh chị em và các bạn sẽ xếp đủ 8 tô như thế này thì mình bắt đầu múc nha. Cho cả hành và cần sắc nhuyễn vào luôn và mình khuyên múc đây. Nước trong nồi sôi rồi. Và để cho cái ống kính máy quay nó không hư, mình khuyên tắt máy nha. Anh chị em và các bạn nhìn thấy tô bún này có ngon và hấp dẫn không ạ? Mình sẽ ăn bún với lại các loại rau đây. Chanh và ớt, sa tế tự làm. Bình Nguyên xin chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn ở video kỳ tới nha.